Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Quang Miền Tây Vlog. Xin chào mọi người, xin chào cả nhà ta đã trở lại với kênh của mình nha. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, mình sẽ làm một cái món bánh tráng miệng. Và bánh tráng miệng đó như thế nào? Xin mời các bạn hãy nhìn đây. Và đây là một cái dĩa cam 5 trái tròn to màu vàng óng, quá đẹp đi nha. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa, hãy vào làm thôi ha các bạn ha. Rồi đây, quá đẹp nha. Và ngoài 5 trái cam ra thì chúng ta còn có là những cái nguyên liệu khác nè nha. Đó, thứ nhất, tiếp theo 300 ml sữa tươi, 140 g bột nếp, bột bắp, 140 g đường vàng nha, đẹp. Ngoài ra mình còn sử dụng thêm 4 muỗng sữa đặc nhé các bạn. Và để làm cái món này chúng ta phải có cái là vắt cam các bạn nha. Vậy thì chúng ta sẽ vắt cam nào. Mở đầu cho cái video hôm nay, mình sẽ cắt cam. Mình sẽ cắt hai hết nha các bạn. Đưa ra. Đó. Đó các bạn. Vàng đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây tim này. Đẹp lắm à. Đó. Tiếp theo. Cũng vậy mà thôi. Cắt hết luôn hả mà? À, cắt hết luôn. Rồi chúng ta sẽ là bắt nước nha. 5 trái mà. 5 trái các bạn. À, và mình quên cho các bạn biết 5 trái này là gần 2 kg nha, 2 kg non. Rồi, mình sẽ bắt đầu vắt cam. Nước quá trời nhiều các bạn ơi. Cam này ngọt quá mà. Với cái món bánh này thì nó sẽ tùy thuộc vào cái loại cam. Nếu như cam ngọt thì cái bánh rất là ngon, mà nếu chua, mình đã làm một lần và bị rồi các bạn, bị lỡ chua, thế là ăn nó chua quá trời luôn. Cho nên bây giờ mình sẽ làm cái cam cho nó ngon, nó ngọt thôi. Công nhận nhiều nước lắm mà. Nước rất là nhiều các bạn. Và mình đã thử rồi các bạn, rất là ngọt, ngon lắm. Mình sẽ đổ nước qua cái rây để lọc nha các bạn, vì mình sợ cái tép nó còn, các bạn thấy không, tép nó còn, cho nên mình sẽ lọc để cho mục đích là để cho cái bánh của mình nó mịn. Đổ tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn, xong. Và đây, tất cả nước 5 trái cam các bạn xem kìa. Wow. Mình sẽ đổ vào trong cái ca này và mình lượng coi thử là bao nhiêu. Wow, các bạn thấy thì 5 trái quá nhiều luôn các bạn ơi. Bạn ơi, khi mà mình đông thì mình thấy là nó có là 600 ml nước cam. Đó các bạn, 600 ml nước cam mình sẽ đổ vào trong này nha các bạn. Để cho nó rộng chỗ, mình sẽ đánh bột, đánh đường. Bây giờ mình sẽ bỏ sữa tươi vào nha các bạn. Mình sẽ bỏ đường vào nè. Đó. Mình sẽ bỏ sữa ướp đặc vào nha các bạn.
4 muỗng các bạn. Như hồi nãy các mình nói 4 muỗng. Rồi. Mình sẽ quậy nha. Quậy cho nó tan đó các bạn nha. Tan cho nó đều nè. Bây giờ mình sẽ bỏ bột vào. Từ từ mình sẽ quậy để cho nó tan vào trong luôn. Hết luôn hả? Ừ, hết luôn. Tiếp tục khuấy cho đều tan vào. Bánh này cũng dễ làm lắm mà. Ừ, bánh này dễ làm, đơn giản, rất là đơn giản. Và cũng không kém phần là rất là ngon nha các bạn. Vì cam mà các bạn, chất bổ dưỡng nha. Mà hơi đến này, cần bổ sung chất dinh dưỡng. À, cần bổ sung. Mình sẽ dùng cái khuôn này nha các bạn, để đổ bánh. Mình đổ vào trong này dầu và mình sẽ bôi đều hết. Để khi mình lấy bánh thì nó dễ dàng. Đây mình bỏ trên bếp một cái nồi. Và cái nồi này mình sẽ đổ vào đây. Đổ bột vào nha các bạn. Đổ bột và nước cam tổng hợp vào đây. Mình tiếp tục khuấy nha. Nãy khuấy liền tay. Không thôi là các bạn biết sẽ nó xích xuống và nó bị khép ở bên dưới. Rồi chút nữa, bỏ bớt lửa lại á mà. Đầu tiên mình còn bỏ cái lửa trung bình, nhưng mà sau lại là mình sẽ là bỏ nhỏ lửa nha các bạn. Mình nhỏ lửa nha các bạn. Nóng. Hơi bay ra rồi đó. Nóng rồi đó, cho nên mình sẽ quấy liên tục và lửa nhỏ. Chút xíu là cái màu đậm lên hết rồi. Ừ, đậm lên, đẹp đó. Còn mình sử dụng cái đường vàng để cho nó có cái màu đẹp đẹp. À, nhưng mà các bạn dùng đường cát cũng được nha, chứ không phải là không. Hơi hơi nặng tay rồi các bạn. Đó. Cho nên mình càng quậy cho thật nhanh, đều tay. Thôi nó xích ở bên dưới là nó cháy, khét đó. Bắt đầu nặng tay rồi đó các bạn. Nhưng mà mình sẽ quậy, quậy đến khi nào mà nó sôi lên, nó lăn tăng á. Rồi mình còn tiếp tục mình quậy, quậy đến 2 phút sau thì nó được độ chừng đó. Đó, bây giờ các bạn thấy nè, đặt lên, bạn thấy đẹp không? Cái màu đẹp đó các bạn. Và cái bánh này thì là dinh dưỡng hết ý luôn rồi, thấy các bạn. Đặt rồi. Đặt nó đẹp lắm các bạn. Nhưng mà mình phải gắn, dầu cho mỏi tay cũng cố gắng nha. Trong của mình làm từ đầu đến cuối vậy nha. Cái màu lên đẹp lắm. Đẹp lắm. Tắt bếp hả mà? Ừ. Mà bếp đều rồi, vẫn cần giữ nóng nha các bạn. À, vẫn còn nóng các bạn. Đây mình có coi 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 nha. Đó, nó sôi lên đó các bạn. Bếp nó cần giữ nóng. Nó giữ nóng. Mình bỏ dưới này nha các bạn. Mình bắt xuống nhưng mà mình vẫn còn quấy nha. Đó. Nặng tay quá trời á. Nặng tay rồi đó các bạn ơi.
Đây mình sẽ đổ vô khuôn nha các bạn. Mà nè đẹp hết sảy luôn á. Đẹp quá trời luôn các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình để ở ngoài này cho nó nguội cái đã nha các bạn. Rồi khi đó mình bỏ vào trong tủ lạnh ngăn mát nha. Thì khoảng là từ khoảng 4-5 tiếng một hồi gì đó. Mình thấy mình thăm chừng thì mình thấy là cái bánh nó đã được rồi thì mình đem ra. Còn nãy giờ mẹ mình cũng ấy cái mặt cho nó láng rồi. Đó, mình cũng lấy dầu rồi mình cũng ấy cái mặt cho nó láng các bạn. Cho nó bằng phẳng nha các bạn. Mặc dầu chút xíu mà mình đổ ra thì cái mặt này là ở bên dưới. Nhưng mà mình cũng cố gắng là dầu chỗ dưới hay trên mình cũng làm đàng hoàng nha. Cho bằng, không phải trong trên nha các bạn. Rất là đẹp. Đây các bạn ơi, các bạn thấy thế nào cho mình thấy mình thèm quá. Một màu vàng. Màu vàng rất là dễ thương ha các bạn. Bây giờ mình đã để ở trong tủ lạnh cũng 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ mình lấy ra nè, vừa mới lấy ra đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đĩa trang hoàng ha các bạn ha. Cho các bạn thấy nè, đó. Không phải vậy đâu. Vậy nè, quên. Đưa cái tay ra đâu cũng được. 1, 2, 3, làm xiết nè. Đều đi ha, xong, bỏ ra. Đẹp không? Đẹp các bạn. Ui, đẹp quá. Đó, bây giờ mình sẽ rắc cái dừa lên nha các bạn. Cho nó đẹp nha. Rồi, mình sẽ rắc lên, đẹp lắm. Dừa đó các bạn. Dừa các bạn nha. Rất là ngon nha. Đây là một món bánh ăn tráng miệng ha. Và có tên gọi là bánh cam sữa tươi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Thấy thèm quá. Sẽ bây giờ mình sẽ cắt ra một miếng nữa ha, để mình cùng với các bạn thưởng thức cho vui nha các bạn. Đây mình sẽ cắt này, cắt một miếng thôi. Thích ngon không? Dài, ngon. Đẹp chưa các bạn? Xin mời các bạn thưởng thức cùng với mình nhé. Rồi, xin phép các bạn mình sẽ ăn miếng nha. Thơm, ngon lắm các bạn. Thơm lắm các bạn ơi. Mùi cam. Cái mùi cam quá tuyệt vời. Cộng vào với là cái màu, cái mùi sữa tươi, với lại nhất là cái mùi cái vị cái vị sữa đặc đó các bạn. Bạn nó ngọt mà nó béo sao mà nó ngon dữ các bạn. Mình chưa ăn một cái bánh nào mình cảm thấy là thích quá. Phương pháp mình miếng nữa nha. Hết luôn đi con. Ngon thiệt á. Ngon. Bánh ngon. Ngon quá ha. Béo béo. Sữa đặc. Sữa đặc ngon lắm các bạn. Cái vị cam ngon lắm. Cái sự kết hợp hài hòa giữa sữa tươi, đường và sữa đặc. Sữa đặc.
và cam. Trời ơi, hoàn hảo luôn. Quá ngon các bạn ơi. Thiệt mình không nói ngon đâu. Các bạn về nhà làm được các bạn. Ăn rồi mà mấy bé đó ăn cũng là bổ dưỡng nha các bạn. Bé chắc cũng thích lắm vì có một cái màu vàng rất là đẹp đó các bạn ha. Đó, thì đến đây thì cái video mình cũng đã chấm dứt. Và các bạn về làm và chúc các bạn sẽ thành công nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem từ đầu đến cuối video của mình nha. Giờ mình xin tạm biệt các bạn tới đây. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Và các bạn thấy video mình hay, nhớ đăng ký, like, chia sẻ, rung chuông nhà mình nha các bạn. Xin chào. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn video sau sẽ chất lượng hơn nữa, phải đẹp hơn nữa, phải ngon hơn nữa. Đó, và sẽ là cái gì đang trong cái vòng bí mật. À, và bữa nào mình sẽ bật mí cho các bạn biết là thứ gì nhé, món gì nhé. Rồi, chào các bạn.